Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Mẫn Nguyễn. Thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí. Thì trong cái bài học hôm nay thì đây là bài học đầu tiên. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Docker là gì, về các thành phần liên quan đến cái công nghệ Docker này. Thì trước khi đi vào cái bài học hôm nay thì tôi sẽ đi giới thiệu tổng quát cho các bạn về cái nội dung của cái bài học hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Docker là gì. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách Docker nó làm việc, cách Docker nó vận hành như thế nào. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái lý do tại sao chúng ta nên sử dụng Docker. Và ở phần cuối cùng của cái video này tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về một số cái requirement, một số cái yêu cầu để mà các bạn thể chuẩn bị để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu Docker là gì. Thì Docker thì nó là một cái nền tảng mã nguồn mở mà cho phép chúng ta có thể phát triển này, chuyển giao này và vận hành ứng dụng ở trong một cái môi trường bị cô lập gọi là container. Thì container này là nó là một cái vùng chứa để mà chạy cái ứng dụng của chúng ta thì nó được gọi là container. Thì nó không tương tự như là cái container mà các bạn thấy ở ngoài đời. Thì ngoài đời thì các bạn thấy là mấy cái xe container thì nó có cái thùng và bên trong thì nó sẽ chứa các thùng hàng nhỏ bên trong nữa. Thì ở trong cái công nghệ Docker thì nó sử dụng cái khái niệm gọi là container. Thì container này là những cái vùng để mà chứa những cái thứ cần thiết để mà chạy cái ứng dụng của chúng ta thì nó gọi là container. Thì cái container này thì nó là một cái công cụ nhẹ mà thay thế cho cái virtual machine. Thì trước kia thì để phát triển ứng dụng được thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái virtual machine là cái máy ảo để mà phát triển ứng dụng của chúng ta chạy trên cái máy ảo này. Thì cái việc mà phát triển cái ứng dụng chạy trên cái máy ảo này thì nó yêu cầu chúng ta cần phải cài đặt nguyên một cái hệ điều hành, rồi cài đặt các chương trình, những cái phần mềm liên quan đến cái hệ điều hành đó như là mấy cái driver chẳng hạn. Thì dẫn đến là nó tốn rất là nhiều cái nguồn resource, nguồn tài nguyên. Thì chính vì vậy thì người ta đã tạo ra cái công nghệ Docker container này. Thì Docker thì nó cho phép các nhà phát triển phần mềm có thể tách cái việc phát triển ứng dụng khỏi phụ thuộc vào cái kết cấu nền, cái infrastructure. Thì kết cấu nền ở đây tức là những cái liên quan đến như là phần cứng này, hệ điều hành này, vân vân. Thì Docker thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể tách cái việc phát triển ứng dụng khỏi cái kết nối nền. Vì vậy là chúng ta có thể phát triển và chuyển giao cái ứng dụng phần mềm được nhanh chóng hơn. Đó thì đây là cái phần giới thiệu về Docker. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về Docker là gì ấy, thì các bạn có thể vô Google này và các bạn search là Docker Overview. Thì các bạn đi vô cái link Docker Overview đây này. Thì các bạn truy cập vô cái bài Docker Overview ở cái trang doc.docker.com này này. Thì đây là cái trang tài liệu chủ của cái công nghệ Docker này. Đó thì ở đây thì nó cũng có giới thiệu cho các bạn về Docker là gì này. Rồi nó giới thiệu sâu hơn cho các bạn về cái Docker Platform đây này. Thì các bạn có thể đọc ở cái phần Docker Platform đây. Rồi theo thì các bạn có thể tìm hiểu về Docker sử dụng cho những cái mục đích gì ấy, thì các bạn có thể đọc ở cái phần What can I use Docker for này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Docker nó làm việc, nó vận hành một cái ứng dụng như thế nào. Thì để mà vận hành một cái ứng dụng ở trên cái nền tảng Docker thì chúng ta sẽ có hai bước sau. Thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi build và chúng ta sẽ đi đóng gói cái ứng dụng của chúng ta, hay là đóng gói cái source code của chúng ta và đóng gói mấy cái dependency, là những cái mà ứng dụng của chúng ta nó phụ thuộc vào, ví dụ như là mấy cái file như là mấy file thư viện, library vân vân. Chúng ta sẽ đóng gói đấy nó lại thành các Docker container image. Rồi theo thì ở step 2 để mà chạy được ứng dụng thì chúng ta sẽ đi run cái Docker container ở trên cái công cụ gọi là Docker engine. Thì ví dụ ở đây có một cái hình minh họa ở đây. Thì ví dụ như là tôi có một cái container gọi là web server hay là cái ứng dụng là web backend chẳng hạn, sử dụng cái công nghệ gọi là Node.js. Thì tôi sẽ đi build cái source code bằng Node.js và đóng gói cái source code với lại đóng gói mấy cái file dependency là mấy cái file zip chẳng hạn, chúng ta sẽ đóng gói lại thành một cái container và sau đó tôi sẽ chạy cái container này ở trên một cái công cụ gọi là Docker Engine ở đây. Thì cái công cụ Docker Engine này thì hiện nay thì nó đã được hỗ trợ ở trên rất là nhiều cái nền tảng khác nhau, ví dụ trên nền tảng Windows này, trên nền tảng Mac này, trên nền tảng Linux vân vân, và đặc biệt là những cái nền tảng về điện toán đám mây như là Cloud Computing như là AWS này, Google Now này, Azure này. Thì hiện nay thì hầu hết là các nền tảng điện toán đám mây thì nó đã hỗ trợ cái công cụ Docker này rồi.
Đó thì đây là cái cách mà Docker nó làm việc, hay là cách mà Docker nó vận hành cái ứng dụng cho chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu là tại sao chúng ta lại sử dụng Docker. Thì để tìm hiểu về cái lý do tại sao chúng ta đi sử dụng Docker thì tôi sẽ đi so sánh cho các bạn về cái cách mà phát triển ứng dụng trước kia là sử dụng cái công cụ gọi là Virtual Machine, tức là máy ảo, và tôi sẽ so sánh với cái công cụ Docker hiện nay. Thì ở bên trái màn hình này thì đây là cái hình minh họa về sử dụng cái công cụ gọi là Virtual Machine. Thì trước kia khi mà phát triển một dự án phần mềm thì thường chúng ta sẽ cần phải có một cái máy gọi là máy vật lý, ví dụ là máy chụp vật lý chẳng hạn, và sau đó thì trên cái máy vật lý này chúng ta sẽ cần phải cài đặt một cái hệ điều hành nào đó, và sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt một cái chương trình gọi là hypervisor để mà quản lý các máy ảo. Thì cái chương trình hypervisor này nó sẽ giúp chúng ta quản lý rất là nhiều cái máy ảo khác nhau, ví dụ chúng ta có thể tạo ra các máy ảo như là VM1 này, VM2, VM3 này, và chẳng hạn như là cái máy VM1 thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ gọi là VMware này. Rồi theo chúng ta có thể sử dụng máy ảo sử dụng công cụ gọi là VirtualBox này hoặc là Hyper-V vân vân. Thì ở trong cái ứng dụng ví dụ máy ảo VM1 này thì đầu tiên thì chúng ta cần phải cài đặt một cái hệ điều hành gọi là WebOS, thì đây là một cái hệ điều hành liên quan đến cái máy ảo. Và khi mà cài đặt một cái hệ điều hành ở trên cái máy ảo này thì nó sẽ tốn rất là nhiều cái resource, tốn rất là nhiều cái nguồn tài nguyên khác nhau. Thì khi mà cài đặt nguyên một cái hệ điều hành thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt rất là nhiều cái file khác nhau, cũng như là cài đặt mấy cái chương trình phần mềm rồi mấy cái chương trình driver vân vân. Rồi theo thì chúng ta cần phải đi cài đặt một cái file zip, một cái file dependency mà liên quan đến cái ứng dụng của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi chạy cái ứng dụng của chúng ta ở trên cái máy ảo này. Thì nhược điểm của cái công cụ gọi là sử dụng cái công cụ virtual machine này thì nhược điểm của nó là nó tốn rất là nhiều cái nguồn tài nguyên về CPU, về RAM, về memory vân vân. Và bởi vì những cái nhược điểm này thì người ta đã tạo ra cái công nghệ mới gọi là công nghệ về Docker Container. Thì với cái công nghệ Docker Container này thì chúng ta chỉ việc cài đặt một cái công cụ gọi là Docker Engine ở trên một cái máy chủ vật lý hoặc là một cái máy chủ ảo nào đó. Và sau đó thì ở trên cái công cụ Docker Engine này thì chúng ta sẽ đi chạy cái ứng dụng của chúng ta. Thì cái ứng dụng của chúng ta là những cái ứng dụng mà được đóng gói, được vận hành ở trong cái Docker Container. Thì trong cái Docker container này thì chúng ta chỉ cần chứa cái source code và chứa mấy cái file zip, mấy cái file dependency liên quan đến ứng dụng của chúng ta thôi. Thì các bạn để ý cái chỗ phần Docker Engine này với lại cái phần WebOS ở đây này. Thì đối với cái công nghệ sử dụng Virtual Machine là sử dụng máy ảo thì chúng ta cần phải cài đặt nguyên một cái hệ điều hành là ở cái phần WebOS này. Thì đối với cái công nghệ Virtual Machine thì chúng ta cần phải cài đặt cái hệ điều hành và phải cài đặt rất là nhiều cái file mà liên quan đến cái hệ điều hành đó. Thì những cái file mà liên quan đến cái hệ điều hành này thì nó lại không có thể là nó không liên quan đến cái ứng dụng của chúng ta á. Thì dẫn đến là cái công nghệ sử dụng Virtual Machine thì nó sẽ tốn rất là nhiều cái nguồn tài nguyên. Còn đối với cái công nghệ Docker Container thì chúng ta chỉ việc cài đặt cái công cụ gọi là Docker Engine, và cái công cụ Docker Engine thì nó là một cái công cụ rất là nhẹ và tốn rất là ít cái nguồn tài nguyên của máy tính. Và ở trong cái Docker Engine thì chúng ta sẽ vận hành cái ứng dụng của chúng ta ở trong một cái Docker Container. Thì trong cái container thì chúng ta chỉ chứa những cái source code và những cái file liên quan đến cái ứng dụng của chúng ta thôi. Thành ra là đối với cái công nghệ mới sử dụng Docker này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái nguồn resource, nguồn tài nguyên của chúng ta, thì nó chạy tốn rất là ít cái nguồn tài nguyên. Đó thì vừa rồi thì tôi đã so sánh cho các bạn cái ưu và nhược điểm của hai cái công nghệ sử dụng ở trước kia là Virtual Machine và cái công nghệ hiện đại hiện nay người ta sử dụng gọi là cái công nghệ gọi là Docker. Đó thì vì cái lý do những cái ưu điểm của cái công nghệ Docker này so với lại cái Virtual Machine trước kia là vì nó tốn ít cái nguồn tài nguyên và tiết kiệm cái resource cho chúng ta. Thành ra là bây giờ người ta rất là chuộng sử dụng cái công nghệ gọi là Docker này. Và hiện nay thì Docker được sử dụng ở trong rất là nhiều cái dự án cũng như ở trong rất nhiều cái công ty lớn nhỏ khác nhau. Đó thì đây là những cái lý do mà tại sao chúng ta sử dụng Docker. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về Docker là gì, rồi cái cách mà Docker nó vận hành hay là cái cách mà Docker nó làm việc như nào, và tôi cũng đã giải thích cho các bạn cái lý do là tại sao chúng ta lại đi sử dụng Docker. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ đi nói cho các bạn về một số cái yêu cầu để các bạn chuẩn bị để các bạn tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì
Thứ nhất là các bạn cần phải có một kiến thức cơ bản về lập trình, thì các bạn phải có kiến thức cơ bản về bất kỳ một cái ngôn ngữ lập trình nào đó để mà tham gia vào cái học này của tôi. Tiếp theo là cái yêu cầu thứ hai là các bạn cần phải có một cái máy tính, một cái PC hoặc là một cái laptop, và cái máy tính này của các bạn thì nó cài đặt một trong số các hệ điều hành sau. Thứ nhất là Windows 10 bản Pro này, hoặc là Windows 11 trở lên này, hoặc là các phiên bản như là Linux Ubuntu này, hoặc là phiên bản Mac OS. Thì hiện nay thì ở ngoài thị trường thì đa phần các bạn sử dụng cái máy sử dụng Windows. Thì trong cái khóa học này tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt và sử dụng Docker trên hệ điều hành Windows là chính. Rồi, tiếp theo thì tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân tôi. Thì thứ nhất, tôi tên là Nguyễn Ngọc Mẫn. Thì cái công việc cũng như là cái chức vụ hiện tại của tôi thì tôi đang là một full stack developer. Thì tôi có kinh nghiệm cả về back end và front end. Thì về back end thì tôi có kinh nghiệm về Java, về front end thì tôi có kinh nghiệm về React, và về DevOps thì tôi có kinh nghiệm về AWS. Thì tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở một số công ty outsource và cả công ty về đồ đất. Thì tôi đã từng làm việc cho một số công ty như là TMA Solution này, Yahoo Nhật này. Đó, thì đây là đôi nét về bản thân tôi. Thì hiện nay á, thì ở ngoài thị trường ấy thì có rất là nhiều các bạn đang muốn tìm hiểu về Docker. Vì vậy là tôi đã quyết định là quay cái khóa học gọi là Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí. Thì nếu mà các bạn thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn ấy, thì các bạn hãy đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn về những cái nội dung mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái khóa học này. Thì trong khóa học này thì tôi sẽ có khoảng 4 chương. Thì ở chương đầu tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn về Docker và hướng dẫn các bạn là cài đặt Docker để mà học cái khóa học này. Rồi theo thì ở chương thứ hai thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là thực hành sử dụng Docker ở mức cơ bản. Rồi theo thì ở chương 3 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn về cái phần Docker image management, cái phần về view và quản lý Docker image. Rồi theo là chương 4 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng Docker Compose. Thì cái kiến thức ở chương 3 và chương 4 thì nó nâng cao hơn một chút so với chương 1 và chương 2. Đó, thì đây là những cái nội dung mà tôi sẽ quay ở trong cái khóa học này. Đó, thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thì các bạn thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó, thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi theo tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái kiến trúc của Docker và giải thích cho bạn về một số cái concept, một số cái khái niệm hay là một số cái thuật ngữ mà liên quan đến cái công nghệ Docker này. Đó, thì hiện nay thì tôi đã up cái khóa học gọi là Docker cơ bản này lên cái trang gọi là trang udemy.com. Thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn ấy, thì các bạn hãy vô Udemy và đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí. Thì cái link của cái khóa học này thì tôi sẽ để ở cái phần mô tả của cái video này, thì các bạn hãy vô cái phần mô tả của cái video và các bạn click cho cái link này để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó, thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.